quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Mới đây, Israel đã tổ chức diễn tập phân phối thực phẩm khẩn cấp trong trường hợp xung đột leo thang, đồng thời tuyên bố muốn nhanh chóng tiêu diệt lãnh đạo chính trị mới của Hamas. Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel cho biết, cuộc tập trận mang tên Bánh mì đất mẹ bao gồm việc kiểm tra hàng tồn kho và tình trạng của các gói thực phẩm được lưu trữ tại những chi nhánh khẩn cấp thuộc các chuỗi siêu thị lớn của Israel. Cuộc tập trận này cũng thử nghiệm những phương án vận chuyển thực phẩm đến các trung tâm phân phối khi cần thiết. Ngày 7 tháng 8, theo Tân Hoa Xã, Israel có hơn 420 chi nhánh siêu thị khẩn cấp dự trữ hàng chục nghìn gói thực phẩm và nhiều sản phẩm tiêu dùng cơ bản khác. Số hàng này có thể được nhanh chóng phân phát cho những người dân không thể rời khỏi nhà. Bộ Kinh tế và Công nghiệp khẳng định Israel hiện tại không thiếu lương thực trong các kho dự trữ, do đó người dân chỉ cần mua với số lượng đủ dùng trong vài ngày thay vì tích trữ quá nhiều. Liên quan đến việc Hamas vừa bổ nhiệm ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh của lực lượng này ở Gaza, làm lãnh đạo mới của văn phòng chính trị, Ngoại trưởng Israel Katz đã kêu gọi nhanh chóng loại bỏ người kế nhiệm ông Ismail Haniyeh đã thiệt mạng trong vụ ám sát hồi tháng 7. Theo hãng tin AFP, tuyên bố của Ngoại trưởng Katz nêu rõ, việc bổ nhiệm ông Yahya Sinwar là một lý do thuyết phục nữa để Israel nhanh chóng loại bỏ người này và xóa sổ Hamas. Động thái của nhà ngoại giao kỳ cựu đã phản ánh mức độ căng thẳng của cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas, cũng như lập trường của Tel Aviv đối với lực lượng này. Thưa quý vị, Israel và phong trào Hezbollah đều đã có những động thái mới sau vụ không kích khiến chỉ huy quân sự cấp cao Fuad Shuk của nhóm này tử vong ở thủ đô Beirut của Liban cách đây một tuần. Tối hôm 6 tháng 8, máy bay chiến đấu siêu thanh của Israel đã phá vỡ rào cản âm thanh trên bầu trời thủ đô Beirut, Liban. Ngay trước khi thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah có bài phát biểu trên truyền hình để đánh dấu một tuần ngày mất của chỉ huy quân sự Fuad Shuk do Israel sát hại. Trước đó vào chiều cùng ngày, Hezbollah cũng đã phóng nhiều máy bay không người lái tự sát vào các mục tiêu quân sự ở khu vực phía bắc của Israel. Trong bài phát biểu, ông Nasrallah cáo buộc tiếng nổ siêu thanh do máy bay của Israel bay thấp trên bầu trời Beirut gây ra là nhằm mục đích khiêu khích. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ kênh truyền hình địa phương Al-Mana cho hay, thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố sẽ không tiếp tục hành động có giới hạn như trước đây mà sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với Israel. Đe dọa tấn công các nhà máy trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của Israel, ông Nasrallah nêu rõ tất cả những thứ này đều nằm ở miền Bắc Israel, mất 34 năm để xây dựng nhưng chỉ mất nửa giờ để phá hủy tất cả. Trong khi đó, về phía Israel, kênh truyền hình 12 cùng ngày cho biết Bộ Ngoại giao đã phát hành một tài liệu cho tất cả các đại sứ quán của nước này trên toàn thế giới để sẵn sàng đưa ra phản ứng trong trường hợp Israel đáp trả các cuộc tấn công của Iran và Hezbollah. Văn bản nêu rõ rằng Israel sẽ không để một cuộc tấn công của Iran hoặc Hezbollah diễn ra mà không có sự đáp trả, đồng thời chỉ thị các cơ quan đại diện ở nước ngoài liên hệ với đối tác để giải thích rõ tính hợp pháp đối với các hành động của Israel, bất kể những hành động này là gì. Tài liệu yêu cầu các cơ quan đại diện của Israel nêu rõ quan điểm về việc nước này luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng cũng quyết tâm bảo vệ công dân bằng mọi giá. Cùng ngày 6 tháng 8, Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel cho biết, nước này đã tổ chức diễn tập để chuẩn bị cho việc phân phối các gói thực phẩm khẩn cấp trong trường hợp xung đột leo thang. Cuộc diễn tập có tên Bánh mì của đất mẹ, bao gồm việc kiểm tra hàng tồn kho và tình trạng sẵn sàng của các gói thực phẩm được lưu trữ tại chi nhánh khẩn cấp thuộc các chuỗi siêu thị lớn của Israel, đồng thời thử nghiệm những phương pháp vận chuyển các gói này đến trung tâm phân phối khi cần thiết. Vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh và vụ Israel không kích vào Liban đã khiến chỉ huy quân sự Fuad Shuk thiệt mạng, đã đẩy tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông tăng cao. Phát biểu tại lễ tưởng niệm chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shuk kéo dài một tuần, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 6 tháng 8 tuyên bố cứng rắn, Hezbollah có nghĩa vụ phải đáp trả Israel bất kể hậu quả ra sao. Tuyên bố của ông Hassan Nasrallah cũng cho biết Hezbollah sắp có phản ứng và phản ứng này sẽ mạnh mẽ và hiệu quả. Lực lượng này sẽ tự mình trả đũa hoặc có phản ứng thống nhất từ tất cả các nhóm. Các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Hezbollah và Israel vẫn tiếp diễn sau vụ không kích của Israel nhằm vào chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shuk. Mới đây, Hezbollah cũng đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở quân sự ở miền Bắc Israel, trong khi các cuộc không kích trước đó của Israel vào miền Nam Liban đã khiến 4 chiến binh Hezbollah thiệt mạng. Phía Hezbollah cho biết, các cuộc tấn công trong những ngày qua chưa phải là hành động trả đũa của lực lượng này đối với vụ Israel sát hại chỉ huy quân sự cấp cao của họ. Trước đó ngày 5 tháng 8, Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố nước này sẽ trừng phạt và tái lập sự răn đe đối với Israel. Căng thẳng tại Trung Đông đang tăng cao khi một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran và các lực lượng thuộc trục kháng chiến ở khu vực được cho là sẽ xảy ra trong những ngày tới.
Iran đã yêu cầu Nga cung cấp hệ thống phòng không hiện đại khi chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Israel và các đợt chuyển giao đang được tiến hành. Tờ New York Times cho biết, trích dẫn hai nguồn thảo tin. Một trong hai nguồn tin là thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Hai nguồn tin xác nhận với tờ New York Times rằng Iran đã yêu cầu Nga cung cấp các hệ thống phòng không. Tehran từ lâu đã mong muốn mua các hệ thống phòng không tiên tiến, chẳng hạn như S-400 của Nga, để tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ các tài sản chiến lược khỏi những mối đe dọa tiềm tàng. Việc Nga chuyển giao các hệ thống radar và phòng không cho Iran nếu được xác nhận sẽ là một bước tiến quan trọng. Thậm chí, hệ thống S-400 có thể đã được triển khai trên lãnh thổ Iran vì trước đó có thông tin cho hay hai máy bay vận tải mang mã hiệu LL-76 của Nga đã đáp xuống Iran. Nga và Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Thông tin truyền thông của nhà nước Iran ngày 5 tháng 8 đã đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này quyết tâm mở rộng quan hệ với đối tác chiến lược Nga. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đang thăm Iran để gặp Tổng thống Pezeshkian cùng các quan chức an ninh cấp cao khác, khi Tehran đang cân nhắc phản ứng của mình đối với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas mà Iran cho là Israel tiến hành. Nga đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ hơn với Iran kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine và tuyên bố đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hợp tác sâu rộng với nước này. Reuters đưa tin vào tháng 2 rằng Iran cũng đã cung cấp cho Nga một số lượng lớn tên lửa đạn đạo đất đối đất mạnh mẽ. Các máy bay FA-18 và một máy bay do thám Ituri Hockey đã cất cánh từ sân bay USS Theodore Roosevelt đang ở Vịnh Oman và đến một căn cứ không được tiết lộ. Cụ thể, một quan chức Mỹ ngày 6 tháng 8 cho biết, khoảng chục máy bay chiến đấu FA-18 từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã bay đến một căn cứ quân sự ở Trung Đông trước đó một ngày. Động thái này là một phần trong nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm giúp bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này cũng như bảo vệ quân đội Mỹ. Vị quan chức trên cho biết, các máy bay FA-18 và một máy bay do thám Ituri Hockey đã cất cánh từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang ở Vịnh Oman và đến một căn cứ không được tiết lộ. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện của quân đội nước này trong khu vực do lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang ở Trung Đông. Sau các vụ sát hại chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Liban và nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas ở Iran vào cuối tháng 7, cũng theo viên chức trên, việc triển khai máy bay phản lực của Hải quân Mỹ trên đất liền dự kiến chỉ là tạm thời vì một phi đội gồm khoảng 10 máy bay chiến đấu F-22 của không quân nước này đang trên đường từ căn cứ quân sự Alaska đến trong vài ngày tới. Thời gian đồn trú của những chiếc máy bay này sẽ phụ thuộc vào tình hình trong những ngày tới. Mới đây, tình báo Mỹ và phương Tây đã đưa ra dự đoán Israel sẽ phải đối mặt với hai đợt tấn công. Theo dự đoán được công bố, một dự kiến đến từ Iran và đợt còn lại tới từ nhóm Hezbollah. Các cuộc tấn công có thể diễn ra vào ngày thương tiếc. Trong khi đó, cổng tin tức Axios dẫn các nguồn tin nắm rõ nội dung cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và đội ngũ an ninh quốc gia tại Nhà Trắng cho biết, một quan chức Mỹ nói, tin tình báo chỉ ra rằng Hezbollah và Iran vẫn đang họp bàn và cả hai bên vẫn chưa quyết định chính xác họ muốn làm gì. Trước đó, các nguồn tin tình báo phương Tây nói với tờ Sky News Ả Rập rằng họ có bằng chứng về việc Iran định tấn công Israel vào ngày thương tiếc, tức ngày 12 đến ngày 13 tháng 8, để trả đũa cho vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh. Cuộc tấn công của Iran sẽ được thực hiện với sự phối hợp của Hezbollah, nhóm quân được Iran hậu thuẫn ở Liban. Theo tờ Bưu điện Jerusalem, các quốc gia, thực thể thù địch với Israel trước đây thường tập trung tấn công nước này vào các ngày lễ của người Do Thái, như vụ việc ngày 7 tháng 10 năm 2023, và cuộc chiến Yom Kippur vào năm 1973. Ngày 6 tháng 8, tờ The Wall Street Journal cho hay, những ngày gần đây, Iran di chuyển các bệ phóng tên lửa và tập trận quân sự. Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trong vài ngày tới. Báo cáo cho biết, các quan chức Mỹ chưa rõ Hezbollah sẽ giữ vai trò tới đâu trong phản ứng tiềm tàng của Iran đối với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Ông Haniyeh bị ám sát vài giờ sau khi chỉ huy quân sự hàng đầu của nhóm Hezbollah và Fuad Shukr bị sát hại trong một cuộc tấn công ở Israel, Beirut. Căng thẳng ở Trung Đông đã leo thang mạnh mẽ sau khi các chiến binh của Hamas từ dải Gaza tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm 1.200 cư dân ở các khu định cư biên giới Israel thiệt mạng. Tình hình đã leo thang đáng kể hơn nữa sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas và chỉ huy cấp cao của Hezbollah Fuad Shukr ở Beirut. Hamas và Hezbollah đổ lỗi cho Israel về vụ sát hại và cảnh báo sẽ không bỏ qua mọi chuyện. Phía chính quyền Israel không bình luận về cái chết của thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Về việc loại bỏ chỉ huy của Hezbollah, Shukr, Israel cho biết đây là hành động trả đũa cho cuộc tấn công bằng pháo kích vào làng Maidasam ở cao nguyên Golan khiến 12 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Hezbollah phủ nhận liên quan đến vụ việc.
Theo hãng tin Anadolu Agency, ngày 5 tháng 8, quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt ông Abdul Fattah al-Zeriyeh, quan chức cấp cao phụ trách tài chính của phong trào Hồi giáo Hamas, trong một cuộc không kích vào ngày 4 tháng 8. Vụ tấn công của Israel còn khiến mẹ của ông al-Zeriyeh thiệt mạng. Tuyên bố của quân đội Israel cho hay, cuộc không kích đã loại bỏ Abdul Fattah al-Zeriyeh và mô tả ông này thuộc bộ phận hỗ trợ cánh chiến đấu của Hamas và là người phụ trách vấn đề tài chính của nhóm vũ trang ở dải Gaza. Ông al-Zeriyeh còn được cho là chịu trách nhiệm phân phối nhiên liệu, khí đốt và các khoản ngân sách của Hamas cho mục đích thù địch. Ngày 4 tháng 8, văn phòng truyền thông Gaza thông báo ông al-Zeriyeh đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào ngôi nhà ở Deir al-Bala, miền trung của Gaza. Kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở dải Gaza vào tháng 10 năm 2023, Israel đã nhắm mục tiêu và hạ nhiều quan chức cấp cao của Hamas. Xung đột ở dải Gaza được cho là đã khiến gần 39.600 người thiệt mạng và gần 91.400 người khác bị thương. Gần 10 tháng giao tranh giữa Israel và Hamas, nhiều khu vực rộng lớn ở dải Gaza đã trở thành đống đổ nát, trong khi thực phẩm, nước sạch và thuốc men bị cản trở vận chuyển và không thể tiếp cận người dân địa phương.